Lan Rừng Nguyễn Lâm, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 2020. Trong phiên bán hàng ngày hôm nay thì Nguyễn cũng có một số cây có những cái mặt hoa rất đẹp. Mặt hoa các anh chị và các bạn đang xem đây là cây chỉ hồng. Cây này là do Nguyễn đặt tên nha các anh chị. Cây này hiện tại thì giống chưa có nhiều, tại vì em xổ ra và nó chỉ có một chậu như thế này thôi. Và hiện tại cái hoa này nó nở lần hai á thì nó không đẹp bằng cái lần đầu tiên, tại vì cây nở lần hai này hoa nó hơi yếu vì trên thân của nó đang nuôi bốn cái trái và vài cái kia ở trên thân, cho nên là hoa cái màu sắc ở đợt này nó không đạt như là cái lần đầu tiên nó nở. Mặt hoa này rất là độc đáo và đẹp nha các anh chị. Hoa này thì như em Nguyễn đã nói lúc nãy là cái màu sắc của nó đợt này nó không đạt như lần đầu tiên nó nở. Lần đầu tiên nở cũng trên cái thân này thì lúc đó nó chưa có nuôi trái, cũng chưa có nuôi kỳ, cho nên là cái lực của nó rất là còn sung mãn. Hiện tại cái hoa này cái sức của cái gian của bộ cánh mình thấy nó yếu hơn là bình thường. Về mặt cái lưỡi của nó thì là nó là những cái sợi chỉ màu hồng rất đẹp. Cây này thì nó có được cái bộ thân lá cũng cực kỳ đẹp nha các anh chị. Đây cái bộ lá của nó nè. Đây là những cái lá già nha các anh chị, trên tới cái thân già. Còn đây, trên cái thân tơ của nó các anh chị thấy mụn chồng rất là đẹp. Bộ thân lá của nó là thân đứng. Đó, rất là mê cái bộ thân lá này. Đẹp cả hoa và bộ thân lá ha. Hiện tại thì giống chưa có nhiều. Ngày hôm nay thì mình chỉ có hai cái kỳ thôi và giá trị cũng tương đối cao. Đây nó đang nuôi vài cái trái, những cái trái này là những cái trái tự thụ nha các anh chị. Thì trái này để tới khi mà nó ra được kỳ á, thì còn cần một thời gian khá là dài. Đây hiện tại mình đang có hai cái kỳ trên thân và đang có rễ đây. Thì hai cái kỳ này mình xuất bán kỳ đầu tiên, kỳ này là kỳ số 1 ha, kỳ này thì bán với giá là 5 triệu cho cây chỉ hồng, kỳ chỉ hồng số 1 ha. Và đây là kỳ chỉ hồng số 2 thì nó lớn hơn, được 12 cm và giá là 6 triệu. Thì thực tế ra các anh chị mua hay không đối với Nguyễn cũng không quan trọng lắm, tại vì giống hiện tại chưa có nhiều. Và những cái kỳ này trong trường hợp các anh chị và các bạn chúng ta chưa mua thì Nguyễn cũng sẽ giữ lại để nhân giống cho nó nhiều hơn. Thì thời gian tới thì cái giá trị kỳ nó sẽ rẻ hơn. Hiện tại do chỉ có một cái chậu này thôi và chỉ có hai cái kỳ đó thôi, cho nên là về mặt giá trị của nó hiện tại thì tương đối cao, mọi cũng mong các anh chị và các bạn thông cảm. Đây cái ngọn của nó, thân lá rất là đẹp. Còn cái hoa của nó khi mà nó nở ở trong cái chậu này mà lần đầu tiên nở mà khi nó chưa có nuôi kỳ và nuôi trái thì cái màu sắc của nó đạt rất là đỉnh nha các anh chị. Đây đây là mặt hoa chỉ hồng mà nở lần đầu tiên mà mình đặt tên cho nó là các anh chị, một mặt hoa cực kỳ độc đáo nha. Nó khi cây nó còn đủ lực, còn đủ sung mãn thì màu sắc của nó lên rất là đẹp và bộ cánh của nó cũng cứng. Còn như cái hoa là lúc đầu trong ngày hôm nay á, thì bộ cánh của nó bị yếu. Đây, các cái bộ cánh của nó đều dệt từ những cái sợi chỉ màu hồng và cái lưỡi của nó cũng vậy. Cho nên là cái cây này thì Nguyễn đã đặt tên của nó là cây cây chỉ hồng. Đó, như cái những cái cây này thì hiện tại thì Nguyễn cũng đã chia cho khách hết rồi. Đó, hôm nay Nguyễn xuất bán hai cái kỳ ha. Còn ngày hôm nay thì Nguyễn có về một lô kiều vuông của rừng Cát Tiên. Đây là một cũng là một đặc sản của kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm, kiều vuông của rừng Cát Tiên Việt Nam mình nha các anh chị. Hàng rừng, hàng ký và giá của nó là 300 nghìn cho một ký kiều vuông của rừng Cát Tiên. Những cái loại này thì các anh chị và các bạn chúng ta ghép mang vào chậu hoặc là ghép vào những cái trụ dẫn trụ á, ghép xung quanh một cái cây dẫn trụ thì trong 1 2 năm sau chúng ta sẽ có được những cái trụ cây kiều cực đẹp để chơi Tết. Những cái loại này chúng ta làm hoa Tết rất hay nha các anh chị. Chuỗi hoa của cái cây kiều vuông của rừng Cát Tiên á, thì nó có cái đặc điểm là nó rất là dài, rất là sai bông.
Nhánh nhiều bông hơn so với cái loại kiều vuông của rừng Lào. Đó, hàng ký thì ngày hôm nay vẫn có kiều vuông của rừng Cát Tiên ha. Ở đây Nguyễn quay cho các anh chị và các bạn xem cây hồng thiên lôi. Nguyễn đang có một cái kỳ ở trên thân đây. Thì chút xíu nữa Nguyễn cũng sẽ lắc cái kỳ này xuống ha. Ở đây thì cách tụi em làm kỳ đó các anh chị không có làm một lần số lượng nhiều đâu. Tức là sau khi khai thác kỳ, ở đây còn vài hai cái kỳ nữa đang nhú nè. Thì sau khi mình khai thác xong á, thì mình kích thêm kích kỳ vào trong cái vết vết cắt vết mà mình lách ra đó. Đây, ví dụ như cái vết mà mình lách ra như thế này thì mình chỉ cho thêm kích kỳ pro vô thì những cái mắt trên nó sẽ ra được một vài kỳ nữa thôi. Đó, mình khai thác lần 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 như vậy thì kỳ nó sẽ khỏe. Đây, cái kỳ mình vừa mới lách xuống nè. Đó, tụi em làm kỳ thì làm từ từ như vậy chứ không phải làm hàng loạt, mà kỳ nó lên một dãy như vậy thì nó sẽ nuôi cây nó không có được khỏe. Thì cái kỳ hồng thiên lôi này mình bán với giá là 15 triệu ha. Hồng thiên lôi thì là một cái cây có mặt hoa cực kỳ đẹp và đã nở cũng nhiều lần ở tại vườn Lan Trần Nguyễn Lâm rồi. Và tất cả các cây cây giống hàng năm cánh trắng, hàng đột biến tụi em xuất bán cho các anh chị là những cái cây đã nở hoa trong vườn và tụi em làm kỳ như thế này. Chưa kịp trồng vào chậu thì tụi em xuất bán thì khách cũng đã chốt hết rồi. Còn về mặt hoa cây hồng thiên lôi thì mình cũng mời các anh chị và các bạn nào chưa xem thì chúng ta xem lại ha. À, đối với tất cả những cái cây mặt hàng va các anh chị thấy là tụi em phải làm được hoa chính chủ, và tất cả những cây kỳ là tụi em làm trên những cái thân đã có hoa để gửi đến các anh chị và các bạn những cái cây kỳ nó chuẩn tuyệt đối 100% luôn, không có cái chuyện là sai cây. Vì bản thân vườn của tụi em không bao giờ mua cây từ những vườn khác về để cung cấp giống cho các anh chị nha. Cho nên về độ chuẩn là nó tuyệt đối. Mặt hoa cây hồng thiên lôi thì rất là đẹp và giá trị của nó cũng tương đối trung bình, không phải là thuộc dạng quá cao. Ở đây thì cũng có đặc sản của kênh Lan Trần Nguyễn Lâm, đó là kỳ hắc nhãn lâm, và ngày hôm nay chỉ có ba cái kỳ lắp trên thân và rễ đã rất dài như thế này. Đây là kỳ hắc nhãn lâm số 1 ha, Nguyễn có ghi ký hiệu ở phía dưới lá. Kỳ số 1 giá là 3 triệu và kích thước của nó cũng khoảng tầm 5 cm nha các anh chị. Hôm nay chỉ có 3 kỳ thôi. Những cái cây kỳ hắc nhãn lâm này là được sự yêu thích của các anh chị rất là nhiều, và hầu hết tụi em được các anh chị và các bạn chúng ta đặt hàng rất là nhanh. Cây số 2 này cũng vậy, cũng giá là 3 triệu và kích thước của nó cũng chỉ hơn 5 cm thôi. Cây số 3 cũng vậy. Tất cả ba cây này thì rễ của nó rất là mạnh rồi. Kích thước của nó cũng chỉ tầm 5 cm và ba cây này đồng giá là 3 triệu đồng cho một kỳ hắc nhãn lâm. Còn về mặt hoa hắc nhãn lâm thì là một cái đặc sản của kênh Lan Trần Nguyễn Lâm tụi em, là một cây tím cực đẹp nha các anh chị. Hắc nhãn lâm có nghĩa là rồng mắt đen, thân của nó như con rồng vậy, hai mắt của nó đen, và đây là một cây tím rất là đậm, hai mắt của nó đen và rất là gọn, cánh của nó thì còn viền tím đậm nữa. Và vẻ đẹp của cây này thì nó mang cái tính hài hòa giữa lưỡi và bộ cánh rất đẹp. Đây, cái mắt của nó các anh chị thấy một màu đen ha, và nó rất là gọn nha, chứ nó không có lem. Nó nhìn cái mắt nó rất mê. Lưỡi của nó thì tím đậm, bộ cánh tím, viền tím. Đây là một đặc sản của kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm tụi em. Và ngày hôm nay cũng chỉ có 3 kỳ như vậy thôi. Tiếp theo thì cũng là hai cái kỳ. Hai cái kỳ này là hai kỳ huyền thoại, năm cánh trắng huyền thoại. Cũng là cây mà Nguyễn đặt tên luôn nha các anh chị. Hai cái kỳ này được vào chậu ngày 28 tháng 6. Anh chị nào mà mua những cái kỳ kỳ này thì muốn mang về cũng được, hoặc muốn để lại tụi em chăm thêm cho 1 tháng nữa thì cây nó sẽ mạnh hơn. Kỳ năm cánh trắng huyền thoại số 1 này giá là 18 triệu nha các anh chị. Hiện tại năm cánh trắng HO nó cũng đã lên rất là cao, 4 triệu cho 1 cm. Thì hiện tại mình bán những cái cây kỳ này nó tương đương với lại là một cái cây kỳ năm cánh trắng HO thôi. Đó, kỳ này thì nó hơn 4 cm ha. Kích thước nó như vậy và giá là 18 triệu cho kỳ năm cánh trắng huyền thoại số 1.
Cây 5 cánh trắng huyền thoại số 2 thì nó lớn hơn và nó khỏe, nó lực hơn. Cây này thì giá là 24 triệu. Kích thước của nó thì được 6 cm. Ví dụ như một cây 5 cánh trắng HO mà nó tầm này thì nó cũng giá là 24 triệu. Thì HO thì người ta đẩy giá nó lên, còn đối với cây 5 cánh trắng huyền thoại thì tụi em luôn luôn giữ giá của nó ở cái mức ổn định, không có tăng mà cũng không có giảm. Cây số 2 này giá 24 triệu các anh chị. Còn mặt hoa 5 cánh trắng huyền thoại thì chắc cũng rất là nhiều các anh chị và các bạn biết mặt hoa này là do Nguyễn đặt tên. Và đây là một cây 5 cánh trắng có cái mũi trắng và lưỡi bệt. Đây các anh chị thấy cái mũi của nó là mũi trắng ha. Cây này là 5 cánh trắng tuyệt đối luôn. Và đối với những cái dòng như thế này thì người ta hay nói là nó sẽ ám, nhưng cây này tụi em bảo hành 5 cánh trắng luôn vì nó đã nở tại vườn tụi em 5-6 lần rồi và lần nào nó cũng 5 cánh trắng tuyệt đối. Nó mũi trắng và lưỡi bệt 5 cánh trắng. Một mặt hoa rất là đẹp, rất là đỉnh. Tuy nhiên về giá của nó thì Nguyễn làm ở cái mức trung bình, Nguyễn không muốn đẩy nó lên quá cao giống như những cái mặt hoa 5 cánh trắng bệt mũi trắng khác người ta bán giá quá cao, 5-70 triệu một cây thì các anh chị và các bạn khó mà sưu tầm được. Cây này nó bệt đậm và ở phần giữa thùy của nó còn hơi hồng hồng một chút nha các anh chị. Đó. Thì mình về cái cách quay video tụi em quay thật sự rõ nhất để cho các anh chị và các bạn xem từ những cái ưu điểm cũng như những cái khuyết điểm của cây để cho mọi người chúng ta đánh giá một cách hoàn chỉnh hơn. Đó, ngày hôm nay mình có 2 cây 5 cánh trắng huyền thoại đó ha. Và tiếp theo thì mình cũng có một cây 5 cánh trắng Nam Phương. Nam Phương là tên của một vị hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam mình đó. Cây này thì mình bán với giá là 8 triệu ha. Cây này được vào chậu, được tách ra vào chậu ngày 30 tháng 6. Cây này thì rễ nó đã mạnh và ổn định nha các anh chị. Tức là nó là một cái cây kỳ trồng rồi tụi em tách ra và sang cái chậu thôi. Rễ của nó thì đã mạnh và ổn định. Cây này thì kích thước của nó 10 cm, giá là 8 triệu. Anh chị nào mua Nguyễn có thể gửi cây ngay tại vì cái rễ của nó ổn định tốt, không có vấn đề gì và cây khỏe mạnh nha các anh chị. Mặt hoa cây 5 cánh trắng Nam Phương thì là một mặt hoa cực kỳ đẹp và cây này là cũng là cây Nguyễn đặt tên luôn nha các anh chị nha. 5 cánh trắng hình sao, hai mắt của nó rất là gọn gàng và rất đậm, mũi của nó tím blue. Cây này thì về thân lá của nó tương đối xanh sạch nha các anh chị. Đó, mặt hoa rất là chuẩn đẹp như thế này, gọn gàng, hỏng sạch và thùy cũng rất sạch. Năm cánh trắng Nam Phương. Và ngày hôm nay thì mình có 4 cái cây 5 cánh trắng mắc nai, giá cũng tương đối bình dân cho các anh chị sưu tầm thôi. Cây mắc nai số 1 giá là 3,5 triệu ha. Cây này là một cây cắt trên thân mẹ. Kích thước của nó thì được 10 cm. Ngọn còn đang đi. Đối với những cây như thế này các anh chị về chúng ta chăm tốt thôi, mình sẽ gửi cây ngay cho các anh chị luôn khi các anh chị và các bạn chúng ta đặt hàng ha. Và em xin nhắc lại, bên kênh Lan Rừng Nguyễn Lâm tụi em thì chỉ sử dụng một số tài khoản duy nhất là tài khoản ACB 20401999 nha các anh chị ha. Không dùng bất kỳ một cái tài khoản của ngân hàng nào khác. Cây số 2 này thì giá là 3,5 triệu và kích thước của nó được 12 cm. Và cây đang rất là khỏe mạnh, ngọn còn đang đi. Tiếp theo thì cây số 3 là một cây lớn cho nên là giá của nó hơi cao một tí, 4,5 triệu. Và ngọn cũng còn đang đi ha, rễ cũng đã mạnh đây. Các anh chị và các bạn chúng ta lưu ý dùm em là khi chúng ta chuyển khoản đặt hàng á, thì bên em chỉ sử dụng một tài khoản duy nhất là tài khoản ngân hàng ACB Bình Phước. Số tài khoản là 20401999 nha các anh chị. Cây mắc nai số 3 thì nó được 17 cm cho nên là giá trị nó hơi cao một tí. 17 cm, giá là 4,5 triệu ha. Còn cây số 4 thì nó nhỏ hơn. Cây số 4. Những cái cây này là những cây lách trên thân mẹ nha các anh chị. Cây số 4 giá là 3 triệu. Cây này thì đã đứng ngọn nha. Có rễ mạnh. Về các anh chị trồng thì cây nó mập hơn một tí và nó sẽ lên mầm gốc mới. Kích thước của nó được 10 cm.
Đó, hôm nay mình có bốn cây mắc nai như vậy ha. Còn mặt hoa năm cánh trắng mắc nai thì đã nở rất là nhiều lần tại vườn cây lan Trần Nguyễn Lâm. Đây là một cái cây nó có mặt hoa đẹp và giá trị của nó ở mức thấp, rất là dễ sưu tầm. Cái chậu mắc nai này ngày hôm nay chút xíu nữa mình sẽ quay thực tế cho các anh chị và các bạn xem ngày hôm nay nó như thế nào ha. Lúc nó nở hoa thì như thế này. Đó, hoa rất là đẹp và sai hoa. Cây này thì rất dễ làm hoa lắm nha các anh chị, nó rất dễ ra hoa. Có những cây chúng ta rất là khó làm hoa, ví dụ như cây năm cánh trắng HO là những cây rất là khó ra hoa. Còn cây năm cánh trắng mắc nai thì rất dễ, hoa nở rất là sai. Hiện tại cái cây vừa mới ra hoa lúc nãy các anh chị và các bạn xem thì hiện tại đây nó như thế này và đang có rất là nhiều kia trên thân ở đây. Đây là những cái đốt hoa. Đó, kỳ cái lứa kỳ này các anh chị thấy là rất là lực. Hiện tại những cái cây kỳ này chưa có rễ thì cũng có vài khách đã đặt rồi. Thì khi nào nó có rễ thì tụi em sẽ xuất sau. Đây mình quay cho khách nào đã đặt thì chúng ta xem ha. Các anh chị thấy đây là một cái thân năm đầu tiên thì nó chỉ không phải năm đầu tiên mà cái thân mẹ nó chỉ là một thân thôi, nó đẻ ra được hai cái mầm gốc nè. Hai cái mầm gốc thì lúc mà cái mầm gốc nó lên á, cái thân của nó nhỏ. Nhưng mà nếu mà mình chăm đạt á, các anh chị thấy là khi càng lên cao cái thân của nó càng to ra. Đó, nó to ra. Và cái ngọn của nó thì nó mở. Đó, rất nhìn rất là mê. Đối với những cây năm cánh trắng mà nói chung tất cả các loại lan mà chúng ta chăm tốt thì cây nó càng ngày nó càng to ra, thì mình nhìn nhìn cái thân nó phát triển mình cũng đã thấy mê rồi. Đó, nhìn cái ngọn của nó mở nó đi. Hiện tại thì hai cái ngọn này nó đã được khoảng tầm 1 mét hết rồi. Thì với cái chiều cao của cái thân thân tơ như thế này được tầm 1 mét thì chúng ta có thể là làm mầm lỡ luôn cũng được rồi. Cây nó còn đang đi rất là lực. Về chế độ chăm các anh chị thấy là tụi em chăm lá từ gốc cho tới ngọn không có bị hỏng cái lá nào. Các anh chị thấy chưa? Từ ngọn cho tới gốc không bị hỏng cái lá nào. Là lý do nó như vậy, được như vậy là chúng ta phòng bệnh. Ở những cái mùa cây phát triển như thế này các anh chị thấy là tụi mình phun phòng bệnh hàng tuần luôn nha các anh chị. Phòng bệnh hàng tuần luôn. Phòng bệnh thì nó chỉ có Ridomin nè, Mancozeb nè, hoặc là Bencona, ba cái đó tụi em phân luân phiên với nhau. Đây hai cái mầm tơ nó đã được tầm 1 mét như thế này. Thì trong vài ngày nữa thì mình sẽ làm cái mầm lỡ của cái cây kia này. Mục đích mình làm mầm lỡ để cho nó lên hai cái mầm mới và cái cây này nó sẽ nhanh đứng ngọn để cho mình nhanh làm kia hơn nữa. Và khi nó ra được vài cái mầm lỡ thì những cái mầm lỡ đó đã đứng ngọn thì chúng ta lại tiếp tục làm cái mầm mới thì cho nó lên được thành một cái bụi to. Ở đây mình có ba cái cây đùi gà chớp nha các anh chị. Đồng giá là 800.000 một cây. Đây là ba cái cây này nó đã dệt rất là dài và đứng ngọn, đã có rễ. Về chúng ta chăm thì cây nó sẽ nhanh lên mầm gốc mới thôi. Kích thước của cây số 1 đùi gà chớp nó tầm 20 cm và cây số 2 cũng vậy. Cũng giá là 800.000. Cây cũng đã đứng ngọn ha. Đó, cây này thì được 4 cọng rễ đẹp. Cây số 2 này cũng tầm 20 cm. Và đây là cây số 3. Cây này thì cũng đã đứng ngọn ha. Và rễ của nó đây. Về các anh chị chúng ta trồng, thậm chí không có rễ cây này chúng ta vẫn trồng được, tại vì cây đứng ngọn nó sẽ lên mầm gốc mới thôi. Cây số 3 này kích thước nó cũng tầm 20 cm. 3 cây đồng giá là 800.000 một cây. Và đây mặt hoa đùi gà chớp. Ba cái cây này được Nguyễn lắp ở trên cái bụi mẹ này nha các anh chị. Và cái khi cái thời điểm nó ra hoa cách đây vài tháng á, thì mình cũng đã quay cho các anh chị và các bạn xem rồi. Mặt hoa chớp đùi gà là một cây đùi gà dẹt. Nó là một cái dòng đùi gà dẹt đột biến. Cánh của nó hình tia chớp, rất là đẹp. Đối với dòng hoàng thảo đùi gà thì nó thích hợp với những cái vùng khí hậu lạnh nha các anh chị. Ở phía Bắc hoặc là ở Lâm Đồng chúng ta có thể trồng được đùi gà. Còn ở những vùng khí hậu nóng thì chúng ta trồng cây nó phát triển nó cũng tốt thôi, nhưng mà nó khó ra hoa hơn. Muốn ra hoa thì chúng ta phải kích hoa.
Còn đối với những vùng khí hậu mà nó có sự chênh lệch nhiệt độ giữa các mùa rõ rệt thì cây nó sẽ rất là dễ ra hoa và rất là sai hoa. Còn mặt hoa này thì rất mê rồi. Ngày hôm nay mình chỉ có 3 cái cây đùi gà chép đồng giá là 800 nghìn nha các anh chị nha. Và phần cuối ở video đây á, thì mình có cái chậu. Cái chậu này là vừa rồi mình cũng đã cắt một số cây rồi. Thì hiện tại hôm nay cũng còn một số cây nữa thì mình cũng tiếp tục cắt. Cây nó đang có rễ đây. Cây này cây dễ hạt lưỡi đỏ. Mặt hoa thì phía sau video các anh chị và các bạn chúng ta xem ha. Ở đây mình báo giá trước. Cây lưỡi đỏ số 1, cây này giá là 300 nghìn. Một cây cắt từ thân mẹ đã có rễ ha. Kích thước của nó được 6 cm. Đó là cây lưỡi đỏ số 1. Hôm nay thì mình có 7 cây. Đây là cây lưỡi đỏ số 2, cây này thì giá là 400 nghìn. Nó gồm một cái cây có một cọng rễ thôi, nhưng mà nó có được kế bên một mắt cũ nữa nè. Và đây là cái phần đã ra hoa. Và ở phía đầu này nó còn hai cái mắt ngủ, mắt đây và mắt trên đầu ngọn. Thì cái cây số 2 này giá là 400 nghìn nha. Kích thước của nó thì cũng chỉ tầm 5 cm thôi. Về chúng ta biết làm thì chúng ta có thể làm thêm được một cây nữa. Đây cây nó chỉ có một cọng rễ thôi, nhưng mà nó có một cái khúc thân mẹ đi kèm thế này thì chúng ta trồng rất là dễ. Cây lưỡi đỏ số 3, cây này thì giá là 300 nghìn, cũng cắt từ thân mẹ và đã có rễ. Đó, rễ như thế này có cái thì kèm thân mẹ là chúng ta trồng được. Đối với những cái cây nhỏ như thế này á, các anh chị để trong trong mát tránh mưa, ánh sáng yếu thôi. Và chúng ta phun Supertime và B1 loãng mỗi ngày ha. Cây lưỡi đỏ số 4, cây này thì giá là 350 ha, cũng là một cái cây cây cắt từ thân mẹ. Cây này thì kích thước nó dài hơn một tí, kích thước nó được 9 cm. Đó là cây số 4. Và đây cây lưỡi đỏ số 5 cũng giá là 400 nghìn, cây này thì rễ nó mạnh hơn nè. Đó, ngọn còn đang đi rất là mạnh ha. Về Supertie B1 á, thì các anh chị sử dụng cái bình 2 lít á. Supertie thì 2 giọt thôi nha các anh chị. Và B1 thì 5 giọt. Chúng ta phun mỗi ngày. Thì cây kỳ nó rất là khỏe mạnh và nhanh hồi phục lắm. Cây lưỡi đỏ số 6, cây này thì giá là 400 nghìn. Kích thước của nó được 11 cm. Và cuối cùng là cây lưỡi đỏ số 7. À, mình có 8 cây luôn nha. Cây số 7 này thì giá 500 nghìn. Rễ mạnh đây và nó kèm theo một mắt ngủ kế bên và cái mắt trên là cái mắt đã ra hoa. Cây này thì nó hơi cong cong và kích thước mình đo thẳng như thế này thì nó được tầm 10 15 cm, giá là 500 nghìn cho cây số 7 ha. Đó, ngọn đang rất là mạnh này. Và cuối cùng là cây lưỡi đỏ số 8. Cây này thì giá là 350 ha. Nó gồm một cây đã có một cọng rễ và một mắt ngủ nè, hai mắt ngủ nè. Ba mắt ngủ hả các anh chị, nó kèm theo ba cái mắt ngủ. Nói về anh chị nào biết thì chúng ta có thể làm thêm được một kỳ nữa, ít nhất là một kỳ nữa. Kích thước cây này thì nó chỉ tầm 5-6 cm thôi, 6 cm. Video bán hàng ngày hôm nay thì có những mặt hàng như vậy nha các anh chị. Và ngay sau đây thì mình cũng cho các anh chị và các bạn xem lại mặt hoa cây lưỡi đỏ là một cây dễ hạt rừng Campuchia. Nó về dạng thân lá của nó như vậy ha, còn hoa của nó như thế này. Cây này thì nó có cái lưỡi đỏ. Mắt của nó gần như là mắt mù luôn nha các anh chị và cái lưỡi nó đỏ. Video bán hàng ngày hôm nay thì đến đây là kết thúc ha. Nguyễn xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những phiên bán hàng tiếp theo.